Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại Tenno Big Guitar, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập hợp một cây đàn mang thương hiệu Taylor, giá trị rất cao các bạn, ngoài 100 triệu. Mã của con này là Taylor 324 CE Builder Edition V-Class Pricing, một cái hệ nang tiên tiến mới của hãng nha các bạn. Đó, con này vừa mới cập bến luôn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp xem nó có những gì mà giá trị nó mắc như thế. Mới series 300 thôi các bạn. Chất lượng lắm. Chúng ta cùng nhau đập hộp ha. Đó. Cậy nó ra. Xong một bước tiếp theo là chúng ta sẽ mở hộp. Mở hộp ra xem. Hửi, chỗ này chưa thơm đâu, chỗ này mới là thơm mùi giấy cạc tông thôi các bạn. Lát nữa mình đập cái hộp này ra nó mới thơm nè. Đó, rất mặn. Úi cha. Đó, con này có hard case các bạn ha. Để xuống dưới. Nặng nề ơi là nặng nề luôn á. Mới 100% nha các bạn. Và tới đây là bắt đầu nghe mùi thơm rồi. Thơm, rất thơm. Rất thơm luôn. Dính gì đây? Còn dính này. Ui chà chà. Đẹp quá. Quá đẹp luôn anh em. Nó đẹp, phải nói là tuyệt kỹ giai nhân. Mình chụp cái mình đăng lên Facebook cho anh em xem. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Thơm. Thơm lắm. Đẹp ha. Đặc biệt bộ khóa của series 300 mà dòng Builder Edition là đó, bộ khóa này các bạn. Đẹp ha. Quá đẹp. Thông số kỹ thuật thì bây giờ mình sẽ nói sơ và mình sẽ làm clip review chi tiết của cái cây này. Đó, thông số kỹ thuật của nó là mặt top của nó là gỗ mahogany solid. Rất là đẹp. Lưng hông của nó là gỗ ash các bạn. Gỗ ash hay còn gọi là gỗ tầng bì. Nó là một loại gỗ cao cấp được xếp vào nhóm 4 ha. Đó. Con này thì nó khoan cái móc đeo dây đây. Ngay đây. Và cutaway, chỗ này nó có cái khuyết chỗ này. Nó bo cái chỗ này rất đẹp. Bevel chỗ này luôn. Đẹp. Hệ thống EQ Pickup Expression System 2. Rất đẹp. Còn âm thanh thì chắc chắn là phải hay rồi. Taylor mà. Quay lại. Đây, lưng và hông là gỗ tầng bì hay gọi là gỗ ash các bạn. Nó họ ô liu. Nó được xếp vào nhóm 4 ha các bạn. Nhóm 4 là những loại gỗ cao cấp. Cái gỗ này thì nó cho cái chất âm nó tương đồng với loại gỗ mahogany. Mahogany Trung Mỹ. Đẹp. Tiếng thì chắc cũng hay chứ không dở đâu. Giá này mà tiếng thì tiếng dở thì thôi chứ. Còn gọi đâu còn gì gọi là thương hiệu Taylor đúng không?
Cái 324 thì cái dáng của nó sẽ nhỏ hơn, nó ôm vừa người hơn so với dáng 14 các bạn nha. Rất là cân bằng. Thì hãng cũng có thể, cũng cũng nói là cái loại gỗ ash này thì nó sẽ giảm được cái gọi là âm bổi các bạn, âm bổi thì cái âm đó nó giảm được tối thiểu luôn, cho nên chúng ta nghe những cái giá trị nốt nhạc nó nghe rất là chính xác. Ok ha, quá đẹp luôn. Chiêm ngưỡng lại. Taylor 324 CE Builder Edition. Giá trị của nó là ngoài 100 triệu. Thì trước đây giá nó không tới 100 triệu, nhưng mà tại thời điểm này thì cái tỷ giá đô la nó tăng đó các bạn. Cho nên giá trị nó cũng tăng. Tiền Việt Nam mình mất giá nha. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip đập hộp những cây đàn cao cấp tiếp theo. Và clip mình hôm nay tạm dừng tới đây. Mình sẽ làm clip chi tiết hơn về cái cây Taylor 324 Builder Edition này nha các bạn. Xin chào.